mừng quý vị đang theo dõi bản tin Giáo phận Bắc Ninh ngày 4 tháng 11 năm 2023. Bản tin hôm nay sẽ có những tin đáng chú ý như sau. Không khí chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ tại các giáo xứ. Đại hội Giới Trẻ Giáo hạt Bắc Ninh mừng đại lễ đền Đức Mẹ Trũ. Các giáo xứ, giáo họ dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn. Tổng Giáo phận Hà Nội mở án phong chân phước và phong thánh cho Tôi Tớ Chúa, Đức Cha François Paoli. Thánh lễ bế mạc Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục. Giờ đây, mời quý vị chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho giáo phận miền quan họ. Kính thưa quý vị, hiện nay các xứ họ và các ban ngành đang gấp rút tập luyện cho Đại hội Giới Trẻ 6 tỉnh Hà Nội. Chỉ còn 18 ngày nữa, Đại hội Giới Trẻ 6 tỉnh Hà Nội sẽ được tổ chức tại giáo xứ Bến Đông với chủ đề Đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Cho đến nay, rất nhiều các bạn trẻ, các ban ngành đang háo hức tập luyện để chuẩn bị cho ngày đại hội được diễn ra tốt đẹp. Không khí tại các nhà thờ trong giáo phận như trong những ngày hội. Mỗi ngày, mọi người đều mong chờ ngày 22 tháng 11 năm 2023. Cũng trong tuần này, nhiều giáo xứ, giáo họ đã dâng thánh lễ tổng kết tháng Đức Mẹ Mân Côi. Có thể kể đến như giáo hạt Nội Bài, với hơn 1.500 thành viên trong 38 hội Mân Côi thuộc giáo hạt tập trung tại Thường Lệ, hay như các xứ Đồng Chương, Bắc Cạn, Yên Tập, Lập Chí, Dân Trù. Nhìn lại một tháng hoa dâng kính Đức Mẹ với bao niềm vui và ý nghĩa, chúng con như được tô điểm thêm cho chính cuộc đời mình những đóa hoa tươi rực rỡ. Bởi khi đến với mẹ cất lên những khúc hát, chúng con lại được thêm biết bao ân huệ từ trời, vì mỗi lần hát bằng hai lần cầu nguyện. Xin cho chúng con thêm lòng yêu mến Đức Mẹ để được mẹ nâng đỡ, chở che. Vào ngày 29 tháng 10, Đại hội Giới Trẻ Giáo hạt Bắc Ninh đã khai mạc tại xứ Lai Tê với hơn 1.000 bạn trẻ. Bầu khí vui tươi tràn ngập trong ngày đại hội và chương trình gặp gỡ đầy hấp dẫn. Buổi sáng có chia sẻ về người trẻ với smartphone và quản lý thời gian. Buổi chiều với các tiết mục văn nghệ đa dạng từ các bạn trẻ. Cao điểm của ngày đại hội là thánh lễ, trong đó Đức Cha Giuse khuyến khích sử dụng smartphone và thời gian để thể hiện một tinh thần mến Chúa và yêu người đầy khôn ngoan theo như ý Chúa muốn. Nghi thức trao nhận thánh giá đại hội kết thúc sự kiện với lời cầu nguyện và chúc lành cho tất cả tham dự viên. Còn tại vùng chè Tân Cương, Đức Cha Giuse đã đặt tay ban bí tích thêm sức cho 58 em thiếu nhi. Hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay có cha xứ Vicente Nguyễn Văn Thuyên, quý thầy, quý dì, quý ban hành giáo, các hội đoàn, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban cho các em càng lớn càng thêm khôn trong đời sống đức tin và luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Trước đó, ngày 28 tháng 10 năm 2023, lễ đền Đức Mẹ Trũ hạt Bắc Giang đã được cử hành cách long trọng. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse chủ sự mừng kỷ niệm 183 năm những tín hữu Công giáo đầu tiên hiện diện tại Trũ, 96 năm xây dựng tượng Đức Mẹ, 15 năm tái thiết và thánh hiến tượng Đức Mẹ Trũ, 100 năm dòng Đức Bà truyền giáo hiện diện tại Việt Nam, 5 năm xây tượng Đức Mẹ và bế mạc tuần châu thánh thể thay giáo phận. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse nhấn mạnh cách đặc biệt về sự hiện diện của Đức Mẹ nơi đền Trũ. Qua đó, Ngài mời gọi mọi thành phần dân Chúa noi gương Đức Mẹ, trở thành những con người của cầu nguyện và xây dựng một cộng đoàn cầu nguyện tại nơi đây. Khai mạc tháng cầu cho các linh hồn, nhiều giáo xứ, giáo họ đã cử hành đại lễ kính các thánh nam nữ và lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Với niềm tin và hy vọng vào sự sống đời sau, giáo hội vẫn luôn dành tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những người thân quá cố, được sớm hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa trên thiên đàng. Do đó, các tín hữu không ngừng dâng thánh lễ và làm các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Cụ thể, trong tuần vừa qua, các giáo xứ, giáo họ như Đạo Ngạn, Sen Hồ, Núi Ô, Vĩnh Yên, Ngô Khê, Chính Tòa Bắc Ninh và nhiều giáo xứ khác đã rực sáng cử hành thánh lễ tại các vườn thánh giáo xứ, giáo họ để tưởng nhớ ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Xin Thiên Chúa rủ lòng thương xót đón nhận các ngài vào hưởng nhan Thánh Chúa. Vào Chủ nhật trước đó, ngày 29 tháng 10 năm 2023, Thiếu Nhi Vân Cương tìm hiểu về Đạo Hiếu. Sứ đoàn đã có sáng kiến tuyệt vời khi tổ chức buổi ngoại khóa này với những hoạt động rất thiết thực và giá trị. Buổi ngoại khóa được chia làm hai phần. Một là tìm hiểu về lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ. Hai là lao động nhỏ ngoài vườn thánh. Ước mong sao, qua buổi ngoại khóa, các em ý thức được việc mình học và thực hành ngày hôm nay.
Tiếp đến là phần tin Giáo hội Việt Nam. Tổng giáo phận Hà Nội mở án phong chân phước và phong thánh cho tôi tớ Chúa, Đức cha François Pauli. Phiên khai mạc cuộc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho tôi tớ Chúa, Đức cha François Pauli đã được diễn ra vào Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đây cũng là ngày kỷ niệm 339 năm ngày Đức cha François Pauli qua đời. Biến cố này ghi lần đầu tiên trong lịch sử Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng và Giáo hội Việt Nam nói chung được mở án phong chân phước và phong thánh cho một tôi tớ Chúa. Đây quả là một biến cố thật đáng tự hào và ghi nhớ. Việc khai mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pauli là cơ hội để mỗi con dân trong Tổng giáo phận Hà Nội tỏ lòng biết ơn với vị thừa sai nhiệt thành gieo rắc những hạt mầm đức tin trên quê hương đất Việt. Xin cho mọi người chúng con biết noi gương các nhân đức của Ngài và cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa và hăng say loan báo tin mừng. Sau đây là tin Giáo hội Hoàn Vũ. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 10 năm 2023, thánh lễ bế mạc Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kết thúc Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh về tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ người lân cận, gửi thông điệp về tình yêu và sự thấu hiểu. Ngài cảm ơn các thành viên tham gia Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 vì cuộc hành trình đầy ý nghĩa của họ và mong muốn rằng giáo hội sẽ trở thành nơi tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ con người, giúp mọi người biết đến tình yêu của Thiên Chúa và niềm vui của tin mừng. Giờ đây, mời cộng đoàn lắng nghe tin mừng Chúa Nhật 31 mùa thường niên 5A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa quý ông bà, quý cụ, quý anh chị em cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa của giáo phận Bắc Ninh cũng như quý khách xa gần. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta về một sứ điệp và đặc biệt mời gọi các bạn trẻ, những người đang hướng đến Đại hội Giới Trẻ của giáo tỉnh Hà Nội tại Bắc Ninh, một sứ điệp quan trọng. Đức Giêsu nói rằng: anh chị em đừng để ai dưới đất gọi mình là cha, là thầy và là người chỉ đạo. Đây quả là một sứ điệp mà có vẻ mang tính khác lạ đối với con người trong thời đại hôm nay. Bởi lẽ chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng để tôn vinh những người thầy, người cô. Chúng ta cũng sẽ có những người cô yêu quý và những người thầy đáng kính. Phải chăng họ không đáng là thầy của chúng ta? Chúng ta cũng đang sống trong tháng 11 của người Công giáo, là tháng để nhớ đến các bậc tiên tổ. Phải chăng chúng ta cũng không có được người cha đáng kính và những người mẹ đáng yêu? Không phải. Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào ý nghĩa tận cùng của những cái từ ngữ hay những danh xưng đáng kính ấy. Theo truyền thống của Kinh Thánh Matthew, từ cha này chỉ được sử dụng dành riêng cho Thiên Chúa. Và Ngài nói rằng chúng ta đừng gọi ai dưới đất này là cha, tại bởi vì chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất.
Người chỉ đạo là người sẽ ban phát cho mọi người một đường đi, một lối sống, một người định hướng cho tất cả mọi người ở trong dưới bàn tay chỉ đạo của họ. Người thầy sẽ là người dạy dỗ, là truyền giảng và giúp cho học trò của mình có được một lối đi. Người cha là người sinh ra ta, là người dưỡng nuôi ta và là người bảo vệ ta. Ai có thể là người sinh ra và bảo vệ chúng ta nếu không phải là Thiên Chúa? Ai sẽ là người định hướng cho chúng ta một lối đi nếu không phải là Đức Giê-xu? Thiên Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào tự tận cùng ngôn ngữ ấy để có thể gọi lên trong chúng ta một ý nghĩa sống mà có lẽ đặc biệt các bạn giới trẻ ngày hôm nay đang đối diện. Chúng ta, những người trẻ, dễ vướng phải một cái căn bệnh đó là thần tượng. Chúng ta dễ có những thần tượng trần thế, những người dễ định đặt cho các bạn một lối đi. Người ấy có thể là một siêu sao cầu thủ bóng đá, người ấy có thể là một diễn viên, một ca sĩ hay một idol Hàn Quốc nào đó mà chúng ta rất thần tượng. Tuy nhiên, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy đứng lại và dừng lại, bởi vì chúng ta cần nhìn đến xem chúng ta đặt đối tượng ấy có phải là một Thiên Chúa hay chỉ là một con người. Tiếp tục, Đức Giê-xu tiếp tục bài Thánh Kinh ngày hôm nay với một việc, đó là mời gọi chúng ta, người làm lớn phải là người phục vụ anh chị em của mình. Có lẽ điều ấy nó xứng đáng với người làm cha, làm thầy và là người chỉ đạo. Cha mẹ trần thế cho dẫu con cái của mình nó nhỏ bé hay nó lớn lao thì đối với họ vẫn là người đáng yêu. Người cha người mẹ ấy cho dẫu ở bên ngoài có là những người quan chức thật lớn quyền, thế nhưng về nhà vẫn phải cúi xuống thay tã cho con trong sự phục vụ âm thầm. Người thầy cũng là người sẽ phục vụ tri thức và trở thành những tấm gương đạo đức để giúp cho người học trò có thể học được những lối đi và trở thành một người in dấu trong cuộc đời người học trò của mình. Có lẽ xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay đang cần những người thầy thật gương mẫu như thế để có thể rèn đức luyện tài cho những thế hệ mai sau. Có lẽ các gia đình Việt Nam của chúng ta cũng cần những bàn tay mạnh khỏe của người cha để bảo vệ con cái thay vì đánh đập và dọa nạt chúng. Chúng ta cần một bàn tay của Thiên Chúa ngự trị trong gia đình Việt Nam và chúng ta cần một bàn tay của Thiên Chúa ngự trị trong nền giáo dục của Việt Nam chúng ta nói chung và các gia đình Công giáo chúng ta nói riêng. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong cộng đoàn của chúng ta, cho dẫu những người ở xa hay ở gần, chúng ta đều có thể cảm nghiệm được một Thiên Chúa đang ngự giữa chúng ta. Và chúng ta cũng mời gọi mọi người, đặc biệt những người trẻ, hãy nhìn vào đời sống đức tin và đời sống đạo hạnh của họ trong ngày hôm nay để chúng ta có thể nhận ra tôi đang thần tượng ai và Thiên Chúa có trở thành một người đáng, một người ở trong tâm hồn chúng ta và bước vào từng ngày sống của chúng ta hay không. Amen. Chuyên mục Tin Mừng Chúa Nhật vừa rồi đã khép lại bản tin giáo phận Bắc Ninh tuần qua. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.